Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Quỳnh Như ở ấp Phú Hậu, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà, để em quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng may giống và may ghép nha cả nhà. Hôm nay thì vẫn tiếp tục là siêu bông Bình Lợi nè cả nhà, rồi nhị Ngọc Toàn nha, siêu bông Sài Gòn, rồi giảm Như Ý nữa cả nhà, với nhiều giống mai khác nữa. Có gì cả nhà mình tham khảo được ủng hộ nhà vườn nha. Ở đây có cái cây siêu bông Bình Lợi nó đang cho hoa nè cả nhà. Một xíu nữa để em với nhà vườn đập thử cái bông cho cả nhà mình xem ha. Đó, đây cái bông này có chừng 4 ngón tay luôn nè cả nhà, rất là đẹp luôn ha. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Dạ em chào chị. Rồi chào em. Dạ. Dạ chào cô chú anh chị ha. Dạ. Hôm nay em có một số mai ghép mai giống muốn giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Dạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em. Dạ. Số điện thoại của em là 0357410277, số đó cũng là số Zalo của em luôn. Địa chỉ vườn của em là ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Rồi em cũng có một số thuốc muốn chia sẻ với cô chú anh chị mình nữa ha. Rồi em giới thiệu mặt bông với cô chú anh chị mình ha. Dạ. Siêu bông Bình Lợi, cái mặt bông nó như thế này ha. Dạ. Bông rất là to luôn nè ha. Trời ơi. Đường kính của nó là hơn 7 phân luôn nha cả nhà. Dạ. Ha, bự hơn siêu bông Sài Gòn luôn. Dạ. Siêu bông Sài Gòn đường kính nó là 7 phân, còn này là bự hơn nữa nha. Dạ. Mặt bông thì rất là thơm luôn ha. Trời ơi, nó thơm cực kỳ thơm luôn nha cả nhà, nhưng mà đặc biệt là nó rất là dai luôn ha. Dạ. Rồi em ngắt cái bông cho cả vũ nhà. Nha. Em vũ cho cả nhà mình xem thử nha. Dạ. Đó. Ồ, cái bông nè, cái bông này nó nở cũng mấy hôm rồi nè cả nhà. Đúng rồi, nó nở này cũng là 2-3 bữa rồi đó cả nhà. Rồi, rồi mình vũ thử nha. Em vũ cho cả nhà mình xem nè ha. Dạ. Rồi nè, nó dai vậy á, nó dai thấy mà ghê hợp luôn ha. Đập cứ đập thoải mái cả nhà, đập nó mạnh lắm nó mới vũ, nó mới rất đúng rồi. Sức. Cái này thì em đập hết ga luôn rồi đó, tránh đừng sưng tay luôn á. Nè, đó, nó dai vậy đó cả nhà, nó đập thiệt là mạnh nó mới sức ra được cái bông cây một cái như vậy ha. Dạ. Ồ, bọc bông quá là tời to luôn ha. Mấy bông này thì đập nó khó hơn nữa nè cả nhà, tại rồi. Vì nó còn tươi nè. Đúng rồi, cái này thì nó nở cũng 2-3 hôm rồi nè. Dạ, một bông rất là bự luôn nè. Rồi. Nó thơm cực kỳ thơm luôn nha cả nhà. Thơm cực kỳ luôn. Dạ, nó bự lắm luôn cả nhà ơi. Ôi, cái mặt bông nè. Về gõm không siêu bông Bình Lợi nha. Hàng chuẩn giống cả nhà. Siêu bông Bình Lợi, cái loại này là nó thấp hơn cái mấy cái loại kia ha. Dạ. Nên em giới thiệu cái hàng này là 50 ngàn một cây. Rồi. Ha. Siêu bông Bình Lợi 50 ngàn một cây, chiều cao nó cũng tầm là, nó cũng là 20 cm đó cả nhà, gan dạ, tay em nha. Dạ, gan tay hay gì? Dạ, đúng rồi. Là cái này thì nó không tới nó em gan tay, nhưng mà cây thì cành nhánh nó đẹp nè ha. Dạ. Đó, nó có cái nụ để về mình chơi mình coi mặt bông thử luôn ha cả nhà. Dạ. Bao hàng chuẩn giống cho cả nhà mình luôn ha. Rồi cái lô này thì mình quấn gì vậy? Mình quấn là sao? Quấn rễ đủ kiểu luôn. Quấn đủ kiểu không? Nó lùm vậy nè ha. Nói chung là chiều cao mình chỉ lấy một gan tay chỉ mới gửi phải không? Cần phải một gan tay mình gửi phải không? Đúng rồi, gan tay đi, nhưng mà mình nói là cái cây lùng lực nè, lực nó cạnh nhánh vậy nè. Còn những cây thấp hơn thì cả nhà, nếu mà cả nhà thích thì nhà vườn mình vẫn gửi, nhưng mà nếu mà cả nhà không nói gì thì mình sẽ lấy từ một gan trở lên, thấy gì? Dạ. Rồi đây cả nhà. Vậy là một gan tay nè ha. Dạ rồi. Như vậy thì nếu ai kêu lùng lực thì mình lấy lùng lực vậy ha. Dạ. Rồi cái này mình kiểu như quấn đa dạng, còn quấn cái quanh gốc đa dạng qua đa dạng củ nở lò xo lộn xộn trong này nha. Dạ. Ha. Nhưng mà cái cây thì cái quanh gốc của nó thì nó bằng bằng ngón tay út của chị không? Cái đó thì cỡ ngón tay út, còn cái này mình gỡ không vậy? Cái này có cây bút bi nè. Ừ, đó gỡ từ đó đổ lên. Rồi có cây bút bi cả nhà. Một gan tay nè. Dạ, chiều cao thì một gan tay đi ha. Chị cầm một gan tay nè ha. Dạ. Thì còn bằng cây bút bi đổ lên đi ha. Dạ. Nó quấn rễ đủ loại. Dạ, như 50 ngàn một cây. Dạ. Thì 3 cây mình gửi hàng. Dạ. 5 cây thì mình, ở 6 cây thì mình bao ship. Dạ. 10 cây là tặng một chai thuốc này nha. 10 cây tặng chai thuốc. Mấy cây này cao hơn nữa luôn cả nhà. Đúng rồi. Đó, quấn rễ nè. Rồi mình hy thế mà 10 cây thì em sẽ tặng cho cô chú anh chị mình là một chai là siêu kích rễ bung chồi phục hồi cây suy yếu. Dạ. Là cái loại này là dưỡng rễ nha. Dạ. Thì đây thì em cũng giới thiệu với cả nhà mình em xài những cái loại phân thuốc nào ha. Dạ. Hiện giờ là em xài là cái loại kích cho ra rễ nè ha. Dạ. Kích cho ra rễ mạnh ha, nô một ha. Dạ. Rồi những cái cây mà suy yếu rồi là em tưới cái loại này ha, nô một này ha. Dạ. Một nắp này pha với 8 lít nước. Còn nếu như mà cây suy yếu là bị vàng, bị nói chung là nó xấu á ha, là mình sẽ tưới kẹo hơn nha cả nhà. Dạ. Hoặc là mình tha nguyên chất lên luôn ha. Dạ. Rồi kế nữa thì mình tưới cái đó ra rễ mạnh rồi mình sẽ dưỡng rễ. Dạ. Dưỡng rễ là chai này ha. Dạ. Kích rễ phục hồi cây suy yếu là dưỡng rễ ha. Dạ. Rồi tới nữa là mình sẽ xịt cho nó đâm chồi đẻ nhánh nha cả nhà. Dạ. Như vậy ha. Là mình xịt với là siêu bung đọt nha. Dạ. Nè, nó đọt cái ghê hồng không? Đó. Dạ.
nó bung đọt ra vậy nè, thùm lum luôn vậy nè ha. Dạ. Đó. Đó là siêu bung đọt như ha. Mấy cây này nó đi chồi nè cả nhà. Mình xịt cái nó dài cái mấy cái tược này nó ra nữa nha, như mấy cái này cả nhà. Đó nó đi cơi nó dài ra nè cả nhà. Rồi. Như cây này có chừng 2 găng tay, như cây này nha cả nhà có chừng 2 găng tay luôn á. Thì mình mua mua 10 cây thì mình tặng được một chai này hả chị? Đúng rồi, một chai này nha. Một dạ. Chai chai siêu cái để bung chồi này ha. Cây siêu yếu ha. Dạ. Là chai này là dưỡng á. Dạ, dạ. Còn nếu mà cô chú anh chị mình nó muốn mua xài về á, muốn mà mua về xài á ha, dạ. Thì em cũng chia sẻ cho cả nhà mình ba chai với tặng một bịch bò trĩ như vậy. Rồi. Là 150 350k. Dạ. Ha, 350.000 là em dạ. Tặng bịch bò trĩ. Dạ. Một combo như vậy ha. Dạ, bịch bò trĩ ha cả nhà, bịch bò trĩ nó nói chung là cũng trừ được sâu nhẹ nhẹ ha cả nhà. Đó, mình về mình xịt. Cái này là tỷ bò trĩ à nha. Dạ. Tỷ bò trĩ, còn bịch sâu thì đây. Dạ. Nếu như mà cô chú anh chị mình có xịt sâu thì em cũng có xịt sâu ha. Rồi. Sâu này là hồ hổ lửa nha, cực kỳ hay luôn ha. Sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu keo, sâu tơ, sâu vẽ bùa, tất cả là đều là sử dụng cho cái này được hết ha. Dạ. Cái này bịch này thì là 40 lít nước nha cả nhà. Dạ. À, rồi, em giới thiệu với cả nhà mình cái loại này. À, nếu như mà cây mai phôi của mình ha, bất kỳ cây gì cũng được, là chưa không có đi cành nhánh thì mình xịt cái chai này ha, chai ngủ đông nha. Dạ. Thì nó sẽ xịt một lần hai lần là nó sẽ đi ra đọt tua tủa ha. Dạ. Cái loại này thì 20 lít nước cho một chai này ha. Dạ. Nếu như mà cây thì có cành nhánh rồi thì nó là 25 lít nước. Dạ. Rồi có gì chi tiết hơn thì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em. Rồi. Số điện thoại góc bên trái màn hình, số điện thoại có Zalo nha, nhà chị tư vấn cho nhà chi tiết hơn ha. Rồi ở đây thì mình có là keo tạo chồi như ý, hôm rồi em cũng có quay dạ. Mấy clip trước cho cả nhà mình xem á, cái cách mà kích cho thất để mà tạo chồi như ý ha. Dạ. Thì 20 đến 30 ngày sau là nó sẽ đâm chồi lên ngay chỗ đó ha. Dạ. Còn cái chai này thì nó là trị bệnh nha. Dạ. Đốm lá gỉ sắt ha. Là mùa mưa tới rồi thì tất cả, nói chung tất cả mọi người mọi nhà luôn là có là mai là đều sử dụng cái loại này ha. Dạ. Là nếu như mà cô chú anh chị mình đó, tại vì em thấy em xài rất là hay luôn nên em mới lên chia sẻ cho cả nhà mình. Nếu như cả nhà mình đó, có nhu cầu thì ủng hộ giùm em ha. Dạ. Rồi cái nữa thì em lại giới thiệu cái loại này nha, 3311 của TE. Dạ. Nếu như mà mai của mình được hai cây rồi thì mình sẽ xài cái loại này nha. Dạ. À, 3311 của TE hộp này là cho 400 lít nước. Dạ. Ha. Nếu mà cô chú anh chị mình thường thường là mình xài cái loại này ha. Này phân hay đó nha. Đúng rồi, này là phân nha, phân dạ. Dư lượng nha. Dạ. Cộng với cái chai này ha. Dạ. Phân này thì mình tưới nè, còn cái loại này thì mình xịt ở trên đọt. Dạ. Tới nữa là siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Dạ rồi. Siêu bông Sài Gòn lá lớn nha cả nhà. Siêu bông Sài Gòn cả nhà ơi. Đó, siêu bông này. Sài Gòn lá lớn nha. Hàng thì cái loại này chị? Cái gốc này bự nha. Dạ, bự hơn ngón tay cái của chị á. Dạ. Bự hơn ngón tay cái của chị đổ lên nha. Dạ rồi. Gốc này nó không biết đừng nói luôn ha. Dạ. Củ nở nha. Cái củ nở nha cả nhà. Đó cái này dạ. Thì chiều cao mình lấy thôi, mình đo từ cái chột đi cho dễ ha. Ngoài găng tay của em. Thì ha. Mình tính là 25 cm đi ha. Dạ, 20-25 đi ha chị. 20-25. 20-25. Hơn găng tay của em nè cả nhà. Còn mấy cái này có chừng 30 luôn nè cả nhà. Ở sau cây này nó bự chứ ta. Mình tính 25 đi được không? Tính 25 hả chị? Ừ. Ừ. Có mấy cây nào lùng hơn không? Có chứ. Có chừng 20. 20-25 đi. Tính là 20-25 đi. Mình trừ hao 20-25 vậy đi cho dễ. Đúng rồi, 20-25 dạ. Đi. Khi khách nhận cây bự hơn thì cũng vui hết cả nhà. Ừ, có mấy cây bự quá trời luôn nè. Đó mình tưới mấy cái này nè cả nhà. Ừ. Nó đi chèo coi đúng nè. Rồi, quá chừng luôn nè. Nó đi tuột vậy á. Dạ. Mình tưới phân thuốc cái loại mình hồi nãy mình có chia sẻ dạ. Là nó đi tuột vậy nè. Rồi cái lô này thì cái hoành gốc có chừng ngón tay cái trở lên nha cả nhà. Rồi. Dạ, đế là đế cũ thôi chứ không có xử lý đế gì nhiều nha, đế cũ đế thôi. Đế cũ nha. Dạ. Cũ nở ha. Dạ. Thì cái loại này thì em bán em giao lưu là 100 ngàn một cây. 100 ngàn cây. Đúng rồi, dạ. 100 ngàn cây, 2 cây gửi hàng. Rồi. 3 cây bao ship. Dạ. Mà cả nhà mình mua 5 cây thì em sẽ tặng một chai siêu kích rễ phục hồi cây suy yếu, là chai này là dưỡng dạ. Rễ ha. 5 cây là được tặng 1 chai. 5 cây là được tặng một chai này dạ. Về mình tưới vô nha cả nhà. Dạ. Cực kỳ hay luôn nha cả dạ. Nhà. Rồi. Rất là hay luôn ha. Tặng một chai rồi bao ship luôn nha cả nhà. 3 cây là đã bao ship rồi đúng nha. Đúng rồi. 2 cây gửi hàng.
Dạ. 3 cây là bao ship, dạ. 5 cây là mình sẽ tặng một một chai đó. Một chai kích rễ phục hồi, dạ, cây suy yếu ha. Dạ. Cả nhà về mà, hoặc là cả nhà tưới mấy cây này còn mấy, hay cả nhà mình tưới những cái cây ở nhà của cả nhà của trồng mình á. Có đó. Dạ. Ừ, nó phát cả nhà. Cái này thì nay là nó tốt rồi. Dạ. Mà nếu mà cả nhà mình mua nhiều vậy thì cả nhà mình được một chai thuốc để về mà cái của nhà của mình á. Dạ. Tưới cái của nhà của mình á. Rồi, cái loại này thì em giới thiệu với cả nhà mình là siêu bông bình lợi củ nở ha. Củ, dạ, nở này nó cũng quái nó đẹp nè cả nhà. Dạ. Thì rồi, cái loại này em giao lưu với cả nhà mình là 80.000 một cây. 80.000 một cây. Đúng rồi. Dạ. 3 cây em gửi hàng bao ship. Dạ. Mà nếu như mà cả nhà mình lấy 5 cây như vậy. Rồi. Ha. 5 cây như vậy thì em sẽ tặng một chai kích rễ phục hồi cây suy yếu ha. Dạ rồi. Nếu như mà lấy 5 cây á nha. Dạ. Còn 3 cây thì em gửi hàng bao ship nè. Dạ. 80.000 một cây nha cả nhà. Rồi, cái lô này thì chiều cao với lại cái hoành gốc mình lấy hoành chắc cỡ 5 ngón tay đi hả chị? Các phần. Đúng rồi, mình lấy 5 ngón tay đi. Lấy 5 ngón tay đi. Hoành, dạ, gốc là 5 ngón tay. Dạ. Rồi chiều cao mình lấy là 25 xăng đổ lên ha. Ờ, có mấy cây này nó cao. Đúng rồi. Lúc dài là cả nhà mình ăn lấy mua về lấy bo ghép là cực kỳ luôn ha nè. Dạ. Nè. Nè, nó có cái kim này hết trơn này ha. Dạ. Đó, về ghép là nó để vô là hết liền, để vô là hết liền, nó dính là lúc này mưa luôn. Xuống cái bắt đầu nó tốt ghê luôn cả nhà. Nó đi chèo, nó đi cái cơi rất là dài luôn nè cả nhà. Cơi rất là dài, với lại mình kết hợp với phân thuốc của mình nữa nha, dạ, cả nhà. Đó, mình kết hợp phân thuốc của mình hồi nãy mình đã chia sẻ cho cả nhà mình đó. Dạ. Có gì cả nhà liên hệ nhà vườn giúp em nha. Cái này là 80.000 một cây cả nhà. Ba gửi hàng và bao ship, còn 5 cây thì mình được tặng thêm một cái chai thuốc hồi nãy hả cả nhà. Rồi. Đó, siêu bông thì bình lợi nha. Vườn của em thì còn rất là nhiều cây nha cả nhà. Dạ. Nói chung là cũng rất mong sự ủng hộ của cô chú anh chị mình ha. Dạ. Ủng hộ em mới hết được, chứ còn không ủng hộ em còn hoài luôn á. Dạ. Mà muốn nó dài sọc luôn á. Rồi. Rồi bây giờ mình tới cái em là... giới thiệu với cả nhà mình là bí nha. Bình bí lợi, lợi nha. Bình lợi bí lợi. Rồi cho em coi thử ngóc. Rồi. Có cái bông luôn hả? Rồi. Ừ, cái bông này nó tàn rồi hả? Đúng rồi, nó tàn rồi. Để gì nha, chị nhắc chị dập đế lên. Rồi, đây. Bình lợi đế bí lỡ ha. À, cái này là đế bí một bên đó cái nhà, gọi là đế bí lỡ ha. Đúng rồi, đế bí lỡ là một bên một rồi. Bên vậy đó. Đó nè. Cái lá xanh mướt quá trời luôn nè, này đó mướt cao ướt. Nè. À, đây có cái bông này nha, bông hồi nãy đó nha. Đây. Rồi cái này thông số mình lấy làm sao đây bình chị ơi? Đế bí lỡ. Hoành cái này mình lấy từ thì mình cũng lấy là 5 ngón tay của mình luôn ha. Ừ, đúng rồi. Còn chiều cao. Rồi chiều cao thì mình lấy từ 25 xăng đổ lên luôn ha. 30 luôn cả nhà ơi. Cái này lùng lực luôn thì nó cũng là 25 xăng đổ lên. Bình lợi nó mau lớn lắm luôn cả nhà. Là tổ này nó cũng 30 xăng mà mình thôi mình cứ nói là 25 xăng đổ lên đi. Dạ. Đưa cho cả nhà mình giao cả nhà mình cao hơn cả nhà mình phái chứ không gì. Còn nếu như mà mình nói mà cái kích cỡ nó không tới thì cả nhà mình sẽ buồn ha. Dạ. Bây giờ mình nói vắng nhưng mà mình giao dài thì cả nhà mình sẽ phái nha. Này khoảng chừng 2 gang luôn nha. Như cây này có chừng 2 gang cũng có nữa. Quá rồi luôn, nó dài lần đó nha. Đúng rồi. Rồi. Rồi cái này mình giao lưu giá là nhiêu chị? Cái loại này là 100.000 một cây. 100.000. À. Rồi. 3 cây, nói chung là 2 cây em cũng gửi hàng nhưng mà cả nhà mình phụ tiền ship với em. Dạ. Còn 3 cây là em sẽ bao ship. Dạ. 5 cây thì em sẽ tặng một chai kích rễ phục hồi cây suy yếu này ha. Dạ rồi. Rồi đây cả nhà mình tham khảo ha. Cứ 5 cây là tặng một chai, 10 cây là tặng 2 chai, cứ đúng rồi á. Dồn lên vậy nha. Ừ. Rồi đây cả nhà ơi, cái lô này là đế bí lỡ không nha cả nhà. Đó, có gì cả nhà mình tham khảo, mình lấy cây này cây kia ha, mình ghép đơn lại với nhau vẫn được nha cả nhà. Rồi tới là Nhị Ngọc Toàn đế bí nha lỡ nha cả nhà. Dạ rồi. Nhị Ngọc Toàn ha. Nhị Ngọc Toàn cái mặt bông của nó thì nay không có ấy nha. Dạ. Không có ra nhưng mà mấy lít tước rồi cả nhà mình cũng đã biết rồi ha. Dạ. Xung quanh ở ngoài là màu trắng kem, ở giữa là màu vàng. Dạ. Nhưng khi nó đột biến là một vàng một bên rồi trắng kem một bên nữa. Dạ. Ha. Thì cái loại này bí lỡ, Nhị Ngọc Toàn bí lỡ em giao lưu là 100.000 cây. 100.000 cây. Rồi. Dạ. 3 cây thì em 2 cây thì em gửi hàng nhưng mà cả nhà mình phụ tiền ship giúp em. Dạ. Rồi 3 cây thì em sẽ bao ship ha. Dạ. 5 cây em sẽ tặng một chai thuốc kích rễ phục hồi cây suy yếu. Dạ. Để rồi đi vô lấy cái chai thuốc. Dạ. À, cái lô này thì cái hoành gốc nó cũng cỡ như cái lô hồi nãy hả chị? Đúng rồi. 5 ngón tay đi ha. Còn cái chiều cao mình lấy 20-25 được không gì nhỉ? Đúng rồi. Dạ. Thì cái lấy cỡ đó đó. Rồi Nhị Ngọc Toàn đó nha. À, Nhị Ngọc Toàn để bí nè ha. Nè, hễ mà cả nhà mình lấy 5 chai thì em sẽ tặng một chai là kích rễ phục hồi cây suy yếu ha. Dạ rồi.
Còn mấy thì cả nhà muốn mình muốn lấy thêm thì cứ liên hệ chị cả nhà, chị gửi thêm cho cả nhà. Ví dụ Đúng như rồi. lấy năm năm cây này á, thì được có con chai đó, cả nhà muốn thêm chai nữa thì chị vẫn gửi thêm chai nữa nha. Đó, Đúng rồi cả rồi. nhà ơi. Nếu mà một cả nhà mình muốn Cao nha, lấy mấy cây thêm này á cao thì nha. cả nhà mình cứ nói em thì em sẽ chia Dạ. sẻ thêm cho cả nhà mình Dạ ha. rồi. Rồi. Đây cả nhà, nhị ngọc toàn nha. Rồi Rồi, tiếp tới theo. nữa là siêu bông bình lợi. Siêu bông bình Bình lợi. lợi này là đế bính nhang, Dạ. đế bính gì đế lò xo nha, Những cây nè, lùng lùng thì nó đế có lò thời xo càng nhánh nha. nha cả nhà. Ừ. Đó. Thì em xài cũng xài cái loại phân thuốc này thì em nên chia sẻ với cả nhà mình Bên đó. nào ở đế nè cả nhà. Đó, hiện giờ là em xài đó nè, nè, Dạ. cây mà cây còn nhỏ nè, nó cũng cành nhánh như vậy luôn nè ha. Dạ. Nó đang đi ra tuột rất là ngon luôn ha. Dạ. Đó, cái lô Nè. này từ từ mình Cái vô này lô là chưa sau bán nha, để ha. sau này Dạ. bán trước. Đỡ Là già siêu cái lá bông nè. bình lợi này là đế lò xo với lại Dạ. đế bính ha. Rồi. Thì cũng giao lưu là 100 ngàn một cây. 100 ngàn. Còn một cái hoành gốc gì? Hoành gốc Đúng cái rồi. lô này mình lấy có chừng có nào. Thì Có ngón út không? Cái lô này có ngón út không vậy? bự bự hơn em ơi. Bự bự ha. Vậy Nè, mình lấy bốn ngón cây tay này đi là ha. nhỏ nhất nè. Rồi nhỏ nhất vậy Ừ. là mình lấy bốn ngón tay được cả nhà ơi. À, Bỏ ngón tay út ra nha. đúng rồi, bỏ ngón tay út ra nè. Rồi còn cái chiều cao chị? Cái chiều cao mình lấy ở đó là cưng lấy nhiều mà cưng Lấy lấy đồng từ ngay khoảng. tăng cái chọt ghép đó phải Dạ em lấy chọt ghép không không, ạ? chọt ghép đổ lên đó ha, Dạ. là một gang tay của em Cỡ á, cỡ gang tay ừ, mà hơn là gang máy của chị á, tại ha. tại Dạ. tay em dài hơn chị. Dạ. Ừ. Rồi cái Thì cái này là loại mình này có thì hai cũng loại. giao lưu là 100.000 một cây. Dạ. À, hai cây thì em cũng gửi hàng mà cả nhà mình phụ tiền ship giúp em, Dạ. còn ba cây thì em sẽ bao ship, Dạ. 5 cây thì em sẽ tặng một chai kích rễ ha, Rồi. một chai kích rễ phục hồi cây suy yếu, chai này là dưỡng rễ nha cả nhà. Dạ rồi. Hiện giờ thì ở ở nhà em đang xài mấy cái loại này nè, hồi nãy em Dạ. có chia sẻ với cả nhà mình đó. Cái lô này thì cành nhánh nhiều nha cả nhà, cái lô bí với lại bính bính với lại lò xo này thì cành nhánh rất là nhiều nè cả nhà, mình về mình kéo đàn nó mau kín đàn ha. Đó, còn nếu cả nhà muốn lấy bo thì cả nhà lựa những cái lô này nè cả nhà. Cái lô này thì đế bí á cả nhà, cái đế bí thì cái lô này thì nó cao nha cả nhà, mình lấy bo nhiều ha. Rồi kế nữa là dảo như ý nha cả nhà. Dạo như ý. Đúng rồi, Dạ. dảo như ý này thì đế này là bí lở với Bí lại lợi. lò xo ha. Lò xo. Nè, bí Dạ lở với rồi. lò xo ha. Dạ. Với có đế bính không ta? Đế bính này nữa nè. Đế À có bính này bính luôn, nè ba kiểu luôn. ha. Đúng rồi, ba kiểu luôn. Dạ. Thì nếu như mà cả nhà mình lấy một cây á, thì em sẽ để là 300 ngàn cây. 300 ngàn Còn nếu cây. như mà cả nhà mình lấy hai cây, Hai hai cây. cây thì em sẽ để là 500 ngàn một cây, à 500 ngàn Dạ rồi, bao hai xíu không cây. chuyện giá bao xíu hết Đúng trơn không? rồi, giá bao ship không á, Dạ. một cây thì là 300 ngàn là Dạ. cũng bao ship, Dạ. hai cây thì còn 500 ngàn cũng bao ship luôn. Dạ rồi. Ừ. Đó. Thì cái này cái hoành gốc cho mình lấy năm ngón tay đi cái gì? Hoành gốc mình lấy năm ngón tay đi ha. Đúng Có gốc rồi. này là cái chừng Ừ. ngón tay út nè cả nhà. Ừ. Còn cái chiều cao gì? Chiều cao mình tính em giờ là em đo chỗ từ cái chột ghép em đo lên nha cả nhà cho Ừ. dễ mình, tại vì mình Ừ. chú ý mình lấy cái này ha. Ừ. Mình lấy khoảng chừng 15 20 đi hả chị? Đúng rồi. Dạ 15 20 có mấy cây thì có chừng ngoài 20 cũng có Ừ. nè đó. 15 Mà lấy 20 là đi. từ chọt ghép ghép đổ lên Dạ, ha. dạ như ý, tại vì giống Ừ. mới cho nên giá hơi hơi cứng hơn so Đúng với những rồi. giống kia nha cả Đúng nhà. rồi. Đó, mình về mình sưu tầm. Giảm như ý này bông cực đẹp luôn ha. Dạ bông chùm 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 Đúng chùm rồi, chùm bông chùm chùm luôn á, chùm nó quay y như là trái banh vậy. Dạ. Nó đẹp vậy. Chuỗi nguyên cái chuỗi Ừ. dài luôn hết Ừ. cả nhà. Ừ. Thì cái này là một cây vậy là 300 cả nhà ha. Một Đúng cặp rồi. vậy là 500 ngàn nhà vườn mình bao ship, một cây 300 ngàn cũng bao ship rồi nha. Ừ, Mình đúng có ba rồi. dạng quấn rễ. Nếu như mà cả nhà mình mua ở đây thì cái loại này thì cả nhà mình mua 4 cây thì em sẽ tặng một chai kích rễ ha. Rồi, 4 cây tặng cho thiết Thôi rễ. 5 chai đi cho dễ nhớ hơn. 5 cây hả? 5 cây tặng Ủa chai năm hả? chai, 5 cây, 5 cây tặng chai cho dễ nhớ hơn ha. Dạ. Cả nhà mình có thể mình lấy cây như ý nè, cây nhị ngọc toàn, cây bình lợi ghép đơn lại nhà vẫn được nha. Cúc thọ hương nghe cả nhà. Dạ. Cúc thọ hương thì cái loại này em để cho cả nhà mình lấy bo nên em chưa có đơn nè ha. Dạ rồi. À, bo rất là nhiều luôn, thì cái này là Dạ. củ nở nha. Dạ. Củ nở, gốc Rồi, này cái gốc bằng này mình lấy có chừng năm từ ngón tay mình đi. dạ từ ngón út trở lên hết cả nhà. Đúng Dạ, cái này mình cũng ghép lâu rồi nè rồi. cả nhà. Ừ, Còn ghép cái này chiều là lâu cao rồi. chị? Cái chiều cao thì cao múc chỉnh luôn, Tại vì mình thả 40 cm đổ mà. lên luôn. Dạ. Cái này 40 cm ha. Dạ được, 40 cm đổ 40 lên thang nha. đổ lên Ừ, được hả chị? 40 cm đổ lên nha cả nhà. Rồi, mình Thì vô cái luôn cái loại giá này là em giao lưu là 50 ngàn một cây. 50.000. Đúng Dạ. rồi, 50 ngàn một cây, ba Ừ. cây gửi hàng, 5 cây bao ship, Dạ. 10 cây tặng một chai kích rễ này ha, kích Rồi. rễ phục hồi cây suy yếu là chai này dưỡng nha. Dạ. Thì cái này là loại này thì một nắp là pha với 10 lít nước. Dạ. Là mình tưới xuống gốc nha. Dạ rồi, cho Thì em đó. coi vài gốc nó đi Đó. vậy. Rồi. Có mấy cây có bằng gió nữa, cả nhà cúc thọ hương thì cũng quen thuộc, cả nhà bông nó Đây. nở chùm chùm ha. Đó, đó, Rất là đó nhiều cánh trời. luôn, hàng cúc mà.
Chút nữa gọi cánh cho cả nhà mình xem. Dạ. Mà rất là thơm luôn ha nè. Dạ, hàng này mình lấy bo nha cả nhà. Còn cả nhà không thích thì cả nhà mình về mình cứ cắt đôn lại nha. Đúng rồi, cắt đôn lại thì Tết mình chơi bông nha. Có vô dây, có vô dây sẵn cho cả nhà luôn. Đúng rồi, có vô dây chỉnh sửa. Dạ. Bên đây mình còn nhiều không chị? Còn cũng ít chứ không nhiều. Dạ. Khoảng 100 cây nữa là hết rồi. Ờ đây cả nhà ơi, bông gió nè cả nhà. Bông nè, mặt bông này nó cũng nay cũng có từng lễ luôn rồi. Nó nở chùm chùm đó. Mà nó rất là thơm luôn á trọng. Dạ. Cúc thọ hương mình đó nha. Cúc thọ hương ha. Đây cả nhà ơi. Mặt bông là từ hang 4-6 cánh có hơn luôn ha. Đây cả nhà. Đó, mặt bông cúc thọ hương ha. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Rồi siêu bông Sài Gòn em có cái loại này nha. Dạ. Em có cái loại này thì siêu bông Sài Gòn, loại này thì loại này lá nhỏ nha. Hồi nãy là em giao lưu là lá lớn. Dạ. Cái loại này thì lá nhỏ hơn nhưng mà mặt bông nó đều giống nhau. Dạ. Nhưng mà mình phân biệt lá nhỏ lá lớn là vậy á. Dạ. Ha. Rồi cái gốc này mình lấy chắc không dành trở lên được hay vậy, có đúng cái này nhỏ hơn không? Đúng rồi, nó cỡ này đổ lên ha. Rồi nó giữa con cái cũng được luôn rồi. Đúng rồi, nó cỡ này đổ lên á. Rồi. Ha. Hàng này thì cũng cứng cành lắm cả nhà ơi, cái chột cứng ngắc à. Rồi cái này thì hàng này thì mình cũng có thể mình đô mình chơi Tết được nè cả nhà. Đó. Thì chiều cao này mình lấy khoảng chừng nhiêu chị? Chiều cao này lấy từ 30 đổ lên em. 30. Rồi. 30 đến 40 xăng luôn ha. Mình giao lưu giá là nhiêu thì chị? Thì giao lưu là 80.000 một cây. 80.000 một cây. Đúng rồi. Dạ. 80.000. Siêu bông Sài Gòn. Siêu bông Sài Gòn. 80.000 một cây. 80.000 một cây. À thì hai cây thì em cũng gửi hàng nhưng mà cả nhà hỗ trợ tiền ship giúp em. Dạ. 3 cây thì em sẽ bao ship. Dạ. 3 cây thì em sẽ bao ship. Dạ. Rồi cái nữa là hoa hồng Thanh Tú nha cả nhà. Dạ. Hoa hồng Thanh Tú thì em giao lưu là 60.000 một cây. Rồi. Quấn rễ rất là đẹp luôn, củ nở rất là đẹp luôn ha. Dạ. Thì quanh gốc nó cũng là từ 4-5 ngón tay mình luôn á ha. Dạ, hàng quanh gốc này mình lấy cái chừng ngón út đi hay gì, cái đầu ngón út đi ha. Hàng này thì có đôn rồi lần này cả nhà. Đôn ngoài này nha. Dạ. Nè, đôn ngoài này nó đi tược mới nè ha. Cả nhà mình về muốn mua ba lấy bo thì cũng vẫn được luôn ha. Đi lấy ra tược mới rồi nè. Dạ. Đã có ba nhóc rồi ha. Dạ. Thì cái loại này em giao lưu là cái này hoa hồng Thanh Tú giao lưu là 60.000 một cây. Dạ rồi. Thì 3 cây thì em gửi hàng, 5 cây thì em cũng bao ship luôn ha. Dạ rồi. Rồi. Hoa hồng Thanh Tú, cúc hoa hồng Thanh Tú á cái nhà, cái đọt nó đỏ đỏ nè. Cái đọt non nó đỏ đỏ ha cả nhà. Đây, cái bông nó cũng dễ thương lắm nha, hàng cúc nha cả nhà. Bên đây thì mỗi loại này chỉ có nhiều không chị? Cúc với lại siêu bông bình loại, siêu bông Sài Gòn này nè. Ít chứ không nhiều. Dạ. Nó chừng khoảng 200-300 cây nữa hết rồi. Dạ. Em giới thiệu với cả nhà mình là dảo Thủ Đức nha. Dạ. Rồi dảo Thủ Đức này cả nhà ơi, em xài phân thuốc á, cái loại nãy em chia sẻ cả nhà mình nè. Mà giờ đi tược cái nè, cả nhà mình thấy nó hang đi tược cái nè. Dạ. Quá trời luôn ha. Đó, em hàng này là tòng đất nha cả nhà, hàng nhỏ. Đúng rồi, hiện cái này là tòng đất nha cả nhà. Dạ. Quấn rễ là củ nở nha. Rồi quấn đa dạng cái gì? Đúng rồi, quấn rễ củ nở đa dạng. Nhiêu nè. Quanh gốc này có chừng bự cây hơn bút bi không em? Dạ, có cây bút bi đi cây ha. Cây bút bi đổ lên đi ha. Dạ. Mình nói vậy đi ha. Dạ. Nè. Hàng này có bấm rồi nè cả nhà, có đôn rồi một lần nè cả nhà. Đúng rồi. À đã, mai đôn nha. Dạ mai đôn. Mai đôn, giáo thu đúc đôn nha. Dạ. Nè, giờ nó đi tược mới nè, em cắt chị cắt ngang rồi nè ha. Dạ rồi. Đi tược mới nè. Rồi. Cái loại này thì giao lưu là 15.000 một cây. 15.000. Thì cái loại này là 10 cây gửi hàng, 20 cây bao ship tặng một cây. Dạ. Bao ship tặng một cây nha. Bao ship cái tặng loại một này là tặng cây nha. Dạ. Không có tặng thuốc. Nếu như mà cả nhà mình á có nhu cầu mà mua nhiều hơn nữa thì mới có thể là thương lượng nữa ha. Dạ, giá còn không mấy là bình thường thì cái loại này thì 15.000 cây. Dạ. 10 cây gửi hàng, 20 cây bao ship tặng một cây. Rồi cho anh coi vài gốc nữa đi. Rồi. Bên đây mình còn cái này mình còn nhiều hả chị à? À đúng rồi em. Này chỉ còn mấy ngàn cây lận nè. Đó. Này đế này cả nhà. Này là lò xo nè ha. Mà mình nói là quấn rễ đa dạng củ nở nha, đừng kêu lửa cái gốc gì. Dạ, đa dạng. Không nổi, đúng rồi. Kiểu kia, đúng rồi. Thì đó, nó cành nhánh nè, nó ra rồi ha. Dạ. Thì hiện giờ cả nhà mình ơi, em đang bán nhưng mà cũng vẫn là đang nuôi nha. Dạ. Đọt ra như vậy là em sẽ ngắt nha cả nhà. Dạ. Cả nhà mình đừng có nói là sao mà đi tới tôi nó gãy đọt, không phải đâu. Em đôn lại để cho nó nhảy cành nhánh ra những cái nách lá này ha. Dạ. Đó, mình bán mình vẫn nuôi ha. Dạ. Đó, rồi mình chia sẻ với cả nhà mình cái cách để mà ra cành nhánh nhiều luôn ha. Dạ rồi. Là mình sẽ ngắt đọt. 15.000 một cây thôi cả nhà ơi. 15.000 một cây. Mưa xuống là mình trồng đất là bao hết luôn cả nhà. Đây, ha, cả nhà mình thấy không? Cái loại này thì em đã ngắt đọt rồi, nó búng gà đọt mới nè ha. Dạ. Hiện giờ là cái đọt này dài nhất phải không? Ngắt cho em. Cho nó đi chèo ha. Đừng cho nó đi chèo những cái nách lá này ra. Dạ. Ha, là nó sẽ là thùm lùm cái cây của mình, nó tròn hoài vậy đó. Dạ. Đừng thả thôi lôi nha cả nhà. Dạ. Rồi bên đây cả nhà ơi, cái hàng này thì nhà vườn mình cũng có số lượng nha. Đó, đang nằm chỗ C6 nè cả nhà.
cực kỳ đẹp cực luôn, cực kỳ tốt đúng không? Dạ. Cái này nó nhảy nhánh rồi nè. Dạ. Rồi giờ mình tới mai con nha cả nhà. Dạ. Rồi cả nhà thì em có rất nhiều loại mai con hay quấn rễ ha. Dạ. Thì em giới thiệu trước cả nhà mình là mai con quấn rễ đa dạng củ nở ha. Dạ. Quấn một vòng hai vòng nha cả nhà. Dạ. Mình gọi là quấn rễ củ nở ha. Dạ. Thì cái cây này em giao lưu cả nhà mình là từ năm cao là quấn rễ đa dạng cao là 50 đến 60 xăng hơn gần 70 xăng luôn. Dạ. Có cây 70 xăng luôn nha cả nhà. Dạ. Đó. Thì cả nhà mình cho cả nhà mình xem cây hay cây nữa nha. Cái gốc này mình lấy cái chỗ cây bút bi đi hả chị? Cái gốc này bút bi được không? Đập bằng đầu đũa không ăn của mình đổ lên hả? Ừ. Dạ, rồi trừ hao vậy đi. Trừ hao đi. Chứ nhiều khi nó có đầu đũa ăn của mình đổ lên nữa nha. Dạ. À, nay là mình trừ hao là như đậu này là đầu đũa không ăn hả? Dạ. Cái này đầu đũa không ăn nè cả nhà. Không? Chị cứ nói là đầu đũa cứ ăn rồi không ăn rồi hoài ăn rồi không à. Cái này đầu đũa không ăn nè. À, ừ. Mình cho lưu giá là nhiêu chị? 5.000 một cây. 5.000 một cây. 20 cây thì em gửi hàng. Dạ. 50 cây thì em bao ship tặng một cây. Dạ rồi. Đang đều có cành nhánh hết nha cả nhà. Dạ. Đều có cành nhánh hết em mới giao cả nhà mình ha. Rồi, giống mai này là vỏ Thủ Đức ôm hạt hả chị? Vỏ Thủ Đức ôm hạt đúng rồi. 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 Tới nữa là mình lại vườn là giá rẻ hơn 1.000 một cây nha cả nhà. Giống mai nào cũng vậy ha. Đúng rồi. Cả nhà mình có thể mình lựa rồi xong á mình mua những cái cây mai ghép hồi nãy mình về mình lấy bo mình ghép vô những cây này mình tập ghép hả cả nhà. Rồi, tiếp theo mình tới rồi, quấn rễ gì chị? Thú. Hình thú. Mai con quấn rễ hình thú nha. Dạ. Hình thú thì đây mình cũng giao lưu là nó là từ cái này là 40 xăng nè. 40 xăng nè. Dạ. 40 đến 50 xăng nha. Dạ. Cái này mình lấy lùng nhất rồi á. Dạ. Nè, đều là quấn rễ ha. Ừ. Quấn rễ cấy xuống, bẻ thân xoay đầu cất đầu lên ha. Dạ rồi. Mình gọi là hình thú nha cả nhà. Hình thú. Lấy cho chủ nhà mình coi cây hai cây nữa nha. Đây. Đây cả nhà ơi. Rất là đẹp luôn ha. Ừ. Thì đó mai của mình á lớn lên nó giống như là con thú đang ngồi vậy á. Nói chung là giống con chó á. Dạ. Ha. Là hình ta gọi là hình thú á ha. Dạ. Quấn rễ rồi cấy xuống bẻ thân xây đầu cất đầu lên ha. Dạ. Gọi là hình thú. Thì cái loại này thì để đo cái loại này cây 1 gang. 2 mình lấy 2 gang đi ha chị. 2 gang thì ta lấy từ 40 đến 60 xăng đi em. Rồi mình giao lưu giá là. Giao lưu là giá là 6.000 một cây. 6.000. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng một cây luôn. Dạ. Ha. Rồi mai con nào cũng là 20 cây gửi đúng hàng, rồi. 50 cây bao ship tặng một cùng loại nha cả nhà. Đúng rồi, mùa dạ. Mưa tới rồi cả nhà mình tầm cái này xuống là rất là thích hợp luôn ha. Dạ. Mình rồi, mình trồng thêm là lò xo mình nha. Mấy cây bự bự mình ghép hết cả nhà. Bên đây thì mỗi loại mình cũng có số lượng nha. Rồi mai con quấn rễ lò xo nha cả nhà. Dạ. Thì đây đây em giới thiệu cho cả nhà mình là cái này là 4 vòng nha cả nhà. Nè. 4 vòng. 1 dạ. Vòng nè ha, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng luôn nha. Dạ. Lò xo quấn rễ là mình lấy từ 3 đến 4 vòng nha. Rồi. Rồi, để mình lấy cây nữa cho cả nhà mình xem nha. Ừ. Này mai con quấn rễ lò xo. Này cũng môi ngẫu nhiên nha cả nhà. Dạ. Chứ mình không có lựa cây nào hết trơn á. Cả nhà nhận hàng vừa khó môi ra nhờ giúp em nha cả nhà. Cả nhà nếu mà kiểm tra thì phải môi ra nha cả nhà. À, chứ mình không có môi sẵn nha. Đúng rồi. Một vòng là hai vòng, ba vòng nè ha. Dạ. Bao là từ 3 đến 4 vòng nha cả nhà. Dạ. Đó, cái rễ nó cũng to theo cái cây luôn ha. Dạ. Thì cái loại này kiều cũng có cành nhánh em mới gửi nha cả nhà. Dạ. Đó, tội nắng quá trời nó bị cháy chót lá này cả nhà. Dạ. Dạ không sao hết. Nó có rụng đi nữa nó cũng ra đọt mới rồi nha cả nhà. Thì lò xo, quấn rễ lò xo, 6.000 một cây. À, 20 cây em gửi hàng, 50 cây bao ship tặng một cây. Dạ. Chiều cao đó là từ 50 đến 60 xăng có hơn. Dạ rồi, lại vườn là chỉ còn 5.000 một cây. Cả nhà đúng lấy rồi. Nhiều nữa thì rẻ nữa nha. Đúng rồi. Dạ rồi. Kế nữa là bí nha cả nhà. Bí cả nhà ơi. Bí như này để em coi cây. Rồi, chị bí mua này. Thử cây dùm em cây. Một muối nè, hai muối nè, ba muối nè, bốn muối nè. Dạ. Rồi mình bao chắc ăn là cả nhà mình là từ 4 muối đến 5 muối nha. 4 muối 5 muối. 4 muối 5 muối nha cả nhà. Rồi. Thì cái loại này em giao lưu là 6.000 một cây. 6.000 một cây, bí cả nhà. 6.000 bí luôn nha. Dạ. Bí nha. Dạ. Dạ. Rồi thì cái quanh gốc mình lấy cỡ chừng nhiêu chị? Quanh gốc này mình lấy cỡ đầu đũa ăn không? Nhỏ hơn đầu đũa ăn. Nhỏ hơn đầu đũa ăn. Đầu đũa ăn đi cả nhà. Đúng còn rồi. Chiều cao chị. Chiều cao thì nó là 30 đổ lên nha. Dạ. Ha. Rồi mình giao lưu giá là 6.000 cây cả nhà. 6.000 một cây, 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship, tặng một cây luôn. Dạ rồi. Ha. Dạ. Bí để mau lấy thêm cây nữa ha. Dài cây nữa cho cả nhà mình xem cây ha. Dạ. Hàng này nhỏ nhỏ vậy thì mình có thể mình trồng đất cái nhà nó hít ha. Chứ bà bự quá thì trồng đất nó không ngon, cái nhà hàng nhỏ nhỏ nhà trồng nó hít nè. Nó đỡ mất sức cây ha. Còn bự bự thì cái nhà có thể mình về mình vô thùng xe mình ghép ha. Rồi cái này bí mình thôi như một cây này 5 vòng nè. 2 muối nè, 3 muối, 4 muối, 5 muối nè nha cả dạ, nhà. Dạ. Này 5 muối ha. Dạ. Thì mình giao lưu là 6.000 một cây nha cả nhà. Dạ rồi. Đó. 20 cây gửi hàng, 50 cây bao ship tặng một cây. Dạ. Ha.
cái nữa là bí nha cả nhà. Dạ. Bí thì để em coi cây là bao nhiêu muối, cái đếm cho cả nhà mình xem luôn ha. Rồi, dọn chuyện cái cây. Rồi, ok. Đây, chắc cả nhà mình thấy rõ rồi chứ gì. Dạ. Mới dội nước lên sáng trưng rồi nè. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Dạ. Bí này là 6 muối ha cả nhà. Và 6 muối. À, thì cây này là em thấy trước mặt mình là 6 muối nè. Dạ. Còn cây này, để cây. 1 muối, 2 muối, 3 muối, 4 muối, 5 muối, 6 muối, 7 muối luôn. Dạ. Thì em bao là từ 6 đến 7 muối nha cả nhà. Dạ rồi. Thì cái nội là em giao lưu với cả nhà mình là 8.000 một cây. Dạ. 20 cây em gửi hàng, 50 cây em bao ship tặng một cây cho cả nhà mình luôn. Dạ rồi. Dạ. Dạ. Này nhiều muối hơn. Đúng rồi. Cái loại này nhiều muối hơn cái loại hồi nãy 6.000 nha cả nhà. Cái gốc này nhỏ hơn cái ống hút hơn gì? Nhỏ hơn ống hút nha. Dạ. Còn chiều cao mình lấy khoảng chừng 30-40 cm. Mình lấy không, đâu giữ em, mình lấy là cao từ 20 xăng đổ lên đi. 20 hả? Ờ. Dạ. Giống như cây này đó 20 không? Cây này thì ngoài 20 à. Ờ nó cũng ngoài 20 á. Dạ. Thì nói chung là ngoài 20 xăng đổ lên. Dạ rồi. Đi. Dạ. Nhưng mà cây muối thì mình đảm bảo là 6 đến 7 muối ha. Đúng rồi. Dạ. Từ 6 đến 7 muối. 8.000 một cây cả nhà. 8.000 một cây. Dạ. Rồi tới bí mùa mới nha. Cả nhà bí mình này thì nhiều muối hơn nữa. Đúng đó. Rồi, khi cả nhà mình mua hoặc cả nhà mình cứ nói là cái loại nào là em sẽ giao đúng cho dạ. Giá tiền như loại nấy ha. Dạ. Thì cái loại này là bí mùa mới ha. Dạ. 1 muối, 2 muối, 3 muối, 4 muối, 5 muối, 6 muối, 7 muối, 8 muối, 9 muối nha. Dạ. Bí mùa mới mình bao là từ 7 đến 9 muối nha. Dạ. Này giao lưu là 12.000 một cây ha. Dạ rồi. 20 cây em gửi hàng, 50 cây em bao ship tặng một cây luôn nha cả nhà. Dạ. Đó. Rồi, chiều cao này mình lấy khoảng chừng nhiêu chị? Cái chiều cao này mình lấy là thì lấy từ hơn 20 xăng đổ lên đi. Dạ. Cái này nó cũng 25 30 xăng nè. Dạ. Mình lấy từ 20 đổ lên ha. Dạ rồi. Đây cái nhà mình tham khảo mình có thể mình lấy chục cây này, chục cây kia. Đúng rồi, mình ghép đơn lại. Rồi mình ghép đơn với lại mai ghép cũng được hay nhà. Mình về mình lấy bo mình ghép vô ha. Mấy cái gốc này thì mình đợi cho nó bự bự xíu mình trồng cho bự bự xíu rồi mình ghép ha cả nhà. Rồi cái nữa là bính nha cả nhà. Dạ. Bính thì này là 1 2 3 4 5, 6, 6 dòng nha cả nhà. Dạ. Thì bính này em giao lưu với cả nhà mình là 8.000 một cây. 8.000 một cây. Dạ. 8.000 một cây, 20 cây em gửi hàng, 50 cây em bao ship tặng một cây. Dạ. Cái này là bính nha. Rồi, tham khảo thêm một cây rồi, nữa. Rồi, để cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì dạ. Mình cứ bao là từ 6 mới đổ lên đi nha cả dạ. Nhà. Dạ. Thì là 8.000 một cây. Dạ. Thì chiều cao nó, cái hoành gốc của nó thì bằng đầu rũa ăn ha. Dạ. Đầu rũa ăn của mình đổ lên. Thì hoành ra cái chiều cao của nó mình lấy từ 30 xăng đổ lên nha. Dạ. 30 40 xăng đổ lên ha. Rồi, mấy cây này là cả nhà đó. Thì nhà vườn sẽ gửi vậy nha, cả nhà mình nhận hàng chịu khó cả nhà moi ra cho giúp rồi. Nhà vườn cả nhà. Cái này mình rửa lên rễ nó mới vàng được như vậy nè cả nhà. Đúng đó, rồi. Dạ. Cái này là bính nha. Dạ. Bính này là bịch bự nha. Dạ rồi. Bịch này nó tới bịch 16 lận này nha. Dạ. Thì cái này là 1 muối, 2 muối, 3 muối, 4 muối, 5 muối, 6 muối, 7 muối. Dạ, dạ. À, bí này thì em giao lưu với cả nhà mình thì 9.000 một cây. Dạ. 9.000 một cây, 20 cây em gửi hàng, 50 cây em bao ship tặng một cây luôn. Dạ rồi. Nha. Moi cho cả nhà mình xem thử nha. Bính cả nhà, cây này thì cái bầu nó bự hơn nha. Đó, mình quấn thưa thưa nè cả nhà, hàng này mình trồng lâu dài nó nở rễ ra ha. Chiều cao này lấy là từ 40 xăng đổ lên đó ha. Dạ. Hàng bính là thắt hai bên đó nha, giống như mình thắt bính mình gọi là hàng bính ha. Thắt hai bên ừ. Rồi mình moi thử một cây nữa nè. Moi này không có chế nước luôn. Dạ. Không nó cũng vàng ới à. Không có lấy nước là theo dạ. Nè. Đấy. Thấy không? Thấy rõ không? Dạ thấy chị. Nè. Rồi. Dạ. Nó xé cái bịch nó gấp tét bét luôn rồi. Dạ. Đây là 1 2 3 4 5 6 7. Dạ. Cái này cũng là 6 7 muối rồi đổ lên nha cả nhà, dạ. 6 7 muối nha. Dạ. Thì cái loại này em giao lưu á là 9.000 một cây, 20 cây thì em gửi hàng 50 cây em bao ship tặng một cây. Dạ. Chiều cao nó cũng là tầm 30 xăng đổ lên nha cả nhà. Dạ. Rồi ở đây là bệ nha cả nhà. Dạ. Thấy rõ không? Rồi hàng bệ cả nhà ơi. Bệ nha. Rồi. Bệ cái bính á, bính là 2 ha, còn bệ là 3 nha. Dạ. Bệ là 3 con ha. Đây, mình đếm cây là bao nhiêu rễ đây. Có thấy rõ không? Chị đếm thử coi chị. À. Rồi. 1, 2, 3, 4, dạ. 5, 6, 7, 8, dạ. Ha, 8 dạ. Rễ nha. Dạ. 8 rễ thì cái loại bính này, bệ này thì em giao lưu với cả nhà mình là 9.000 một cây. Dạ. Ha. Dạ. Thì 20 cây em gửi hàng, 50 cây em bao ship tặng một cây. Dạ. Thì cái này không biết có thấy rõ rễ không ta? Rõ chị. À, dạ. Rõ hàng nè. Dạ. Ừ, rễ nha. Bệ cả nhà. Rồi. Dạ.
Bên đây thì mỗi loại mình cũng có khoảng chừng vài trăm không chị? Đúng rồi, dạ. Mỗi loại mình vài trăm cây nha, dạ, chứ không có nhiều. Tất cả đều là mai dạo Thủ Đức mình ươm hạt nha cả nhà. Đúng rồi. Dạ. À, chiều cao này mình lấy cũng tầm khoảng là 20 xăng đổ lên ha, 25 xăng đổ lên ha. Dạ. Cây thấp nhất ở trong này nó cũng được nè, dạ. Cũng cao nè ha. Dạ. Rồi cũng có cành nhánh này cả nhà. Đúng rồi, cũng có cành nhánh ràng ràng ha. Cuối clip thì em rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em số lượng cây của em còn rất là nhiều luôn ha. Dạ. Rồi em xin chào cô chú anh chị mình nha. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.